chịu thua chưa? Em không thua. Anh hỏi là một lần nữa, em chịu thua chưa? Em không thua. Em không thể thua anh. Bằng mọi cách hôm nay em phải đánh thắng anh. Em phải được đi biển cùng anh. Nào Trần Tâm, anh. Ê, khoan. Nè, anh nói cho em biết nha. Anh đã nhiều lần nhắc nhở em là con gái, muốn tỏ sức mạnh như con trai hả? Không có tốt đâu. Em nên về học nuôi tầm dệt vải, hoặc là học nấu nướng chăm trẻ con, để sau này còn làm dâu, làm vợ người ta nữa chứ, biết chưa? Anh cũng cho rằng đàn bà con gái là không thể đi biển, phải không? Đúng vậy. Đi biển chẳng lợi gì mà còn phải để cho đàn ông người ta lo lắng nữa. Đó hả, là đối với những con gái á, yểu điệu thục nữ, dáng vẻ thì thướt tha như cành trời ơi, đó cành liễu cành mai rồi. Anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi mới biết cẩn thận chứ, lỡ mà có bị gì sao mà sống nổi. Hè, em là chuyên gia đánh lén phục kích anh. Sao? Được. Lần này anh sẽ cho em tâm phục khẩu phục. Mời. Đó. Không đánh nữa. Ủa sao kỳ? Em không đánh với anh nữa đâu. Sao nãy hăng lắm mà. Em không đánh nữa. Em không ngờ cha em á lại dạy cho anh tiền kỹ này. Vậy á mà chẳng chịu dạy cho em. Nào mà, Phạm làm thầy dạy võ, không ai dạy hết sở học của mình cho học trò, luôn giữ lại một thế tuyệt chiêu để phòng khi học trò trở mặt. Nè, nhưng mà lại với anh thì lại khác. Khác sao? Thầy đã dạy hết sở học của mình cho anh chứ sao. Đủ biết là thầy thương và tin tưởng anh như thế nào, biết chưa? Em không biết, nhưng mà nhất định hôm nay em phải đi biển với anh. Trời ơi. Nam, bằng mọi cách anh sẽ không để cho em đi biển, biết chưa? Cứng đầu. Dạ. Em nhất định phải đi biển. Nam, anh biết là em giỏi giỏi như con trai, em bơi giỏi như rái gì đó. Nam, nghe nói nè, nhưng mà em không có được đi biển đâu. Cha đặt em tên Nam á là muốn em như con trai, muốn em nha phải đi biển như con trai. Em mà đi biển nha, đảm bảo không bao giờ thua kém đàn ông các anh đâu. Như con trai chứ không phải là con trai. Anh Nam. Nam. Nè, nghe em nói nè. Em là con gái thì khi xuất giá theo chồng cũng trở về với công việc đồng phu thôi. Như còn anh đó thì lại khác. Quen sống cho bao lâu, biển khơi cách đi quê nhà. Tung lưới gieo ngàn trời, lưới đè thuyền xiết bao niềm vui. Vui hơn lúc khi vào bờ, có người chờ đón anh cười tươi. Trời biển vẫn biết còn kia cho anh niềm tin vững bước quay về. Thank you.
lo sợ, muốn che chở người mình trong hạnh phúc bình yên. Diễn à, anh đừng nghĩ cứ ở mãi trong bờ. Ngày sáng nghe nó về nó ngủ kìa Nam. Nhưng mà niềm vui ấy sẽ vui hơn rất nhiều lần khi mà Thiện anh vào bờ. Nhưng mà không có nhưng gì gì hết á. Em có biết là nguy hiểm lắm không? Nghe lời anh, em nhất định là không được đi biển. Anh Nam xuống rồi đó, bây giờ. Gì nữa vậy? Em hỏi anh lần nữa, anh có cho em đi biển không? Trời ơi Nam ơi, nếu mà anh đồng ý, chưa chắc gì những ngư dân khác họ đã đồng ý. Em không cần biết ai hết á. Em có thuyền, em sẽ tự tuyển bạn biển là những người con gái như em nè. Để coi Nam à, nghe nói nè, để coi có thua kém gì đàn ông nhắm anh không. Nam, em đi đâu vậy? Nam phòng tôi quyền kiểm tra nha. Anh nhanh đi nha. Về đây nó là vậy. Ba anh em chúng mình gặp nhau là đánh, đánh rồi thì không ai thắng, mà chẳng có ai có cơ hội để thua. Đúng vậy, ba anh em chúng ta từ xưa là vậy. Chúng ta đã kết tình huynh đệ với nhau, có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Nhưng mà chỉ có một mình công tử Nguyễn Quân là người luôn có điều kiện giúp đỡ cho tôi và Lê Khôi. Đã là huynh đệ, để khách sáo chi. Hôm nay tôi tìm hai người để báo một tin vui. Tin vui. Hai người đã được chọn vào thế lính Hoàng Sa. Có thật không? Là thật. Và hai người sẽ nhận nhiệm vụ ra biển ngay bây giờ. Như vậy thì tốt quá rồi. Nguyễn Quân, xin cảm ơn công tử rất nhiều. Cảm ơn công tử. Để quên mất. Cảm ơn đại huynh. Lê Khôi, như vậy là mơ ước bao lâu nay của chúng ta đã trở thành hiện thực. Đúng vậy. Bây giờ chúng tôi đi liền được rồi hả đại huynh? Phải. Đi. Trần Tam, sao vậy? Không, Nguyễn Quân à, anh có thể tạm quản lại một thời gian nữa đi được không? Sao vậy Trần Tam? Không phải đệ muốn đi, đệ không muốn thể hiện tài năng đánh giặc của mình để bảo vệ tổ quốc à? Đệ... Trần Tam. Nè, sợ không nói lời từ biệt với Thị Nam phải không? Nói gì? Nè, đây là cơ hội, đây là danh dự cho những chàng trai lão nhát. Chúng ta có phụng sự cho tổ quốc đó. Trời ơi anh Khôi, em muốn tạm quản lại một thời gian nữa đi á, là để cho huynh đó. Huynh? Còn có bao nhiêu ngày nữa đâu là đến đám cưới của huynh và chị Hương rồi. Anh Khôi, anh định quỷ hôn lễ sao? Trần Tam à, anh em chúng mình nhờ Nguyễn Quân mà được gia nhập vào hải đội Hoàng Sa, đây là vinh dự lớn lao. Anh không thể vì tình riêng mà. Rồi anh định giải thích cho chị Hương như thế nào? Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, khó khăn lắm hai người mới chọn được ngày cưới mà anh Khôi. Trần Tam à, anh Lê Khôi, Trần Tam nói đúng đó. Hay là chuyện gia nhập hải đội Hoàng Sa chúng ta tạm gác lại, đợi khi nào hai người tổ chức đám cưới xong rồi tính. Đúng đó anh Khôi ạ. Không được. Gia nhập vào hải đội Hoàng Sa rất khó, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội gia nhập nữa. Hương yêu tôi, Hương sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Hai người đừng lo cho tôi. Anh Khôi, nhưng mà... Không nhưng gì hết. Nguyễn Quân, cứ quyết định như vậy nhé. Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sau chuyến đi này khi hai người trở về, tôi sẽ đề bạt với gia tôi, hai người sẽ được tuyển vào đội thủy binh tinh nhuệ nhất của triều đình. Anh em chúng tôi xin đa tạ Nguyễn Quân. Lê Khôi ơi, tôi may mắn sinh ra trong gia đình quyền thế, mọi chuyện với tôi đều quá dễ. Từ việc học hành đến việc làm quan, tôi sinh ra như đã được tinh phân. Thương hai người gia cảnh khó khăn, mà tài văn võ trong thiên hạ dễ ai hơn à? May mắn là chúng tôi có bạn công tử con nhà trong tộc. Thấy ra một tiếng thốt ra đáng giá ngàn vàng. Khi công tử mở lời, tôi đoán chắc sẽ thành công. Tôi cần hai người
để chọn mấy người? Chỉ có Huynh và Trần Tăng. Sao chỉ có hai người? Đúng vậy, tại sao chỉ có hai người? À, vì hai người văn võ song toàn, Lê Khôi Sa là đội trưởng, còn Trần Tam là đội phó. Bây giờ tôi phải trở lại Nguyên Đường giúp quan chi viện cho việc chu đáo tiễn hại đầu Hoàng Sa. Xin tạm biệt. Cứ tiễn cái không tử. Mời dùng biển huệ với chúng ta quá quen thuộc, nhưng không hiểu tại sao đi lần này em lại có nhiều cảm xúc lạ. Trần Tam à, bởi vì chúng ta đi lần này không phải là đi đánh lưới như những lúc bình thường, mà chúng ta đi lần này là vì nhiệm vụ thiêng liêng. Nghĩa là ngoài việc đánh bắt thủy hải sản trên về nhà Chúa, chúng ta còn tuần tra trên biển giữ gìn biên cương lãnh hải của Chúa Đàng Trong. Dạ, anh đang rất vui, rất tự hào vì nhiệm vụ sắp tới. À, chị Hương, chị Hương, chị nghe hết rồi hả chị Hương? Phải. Hương à, đó là ước muốn của anh, đó là mở đầu cho con đường sự nghiệp của anh đó em. Thôi, hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Em đi tìm Nam, Nam giận giận em, đang sẵn tiện cái em cho Nam hay cái chuyện mà em với Khôi chuẩn bị anh. Hương à, Hương, em có vẻ không vui. Lê Khôi, Nguyễn Quân có đáng tin cậy hay không? Hình như em không có thiện cảm với anh ấy. Chúng ta đều là bạn với nhau, tánh ý như thế nào em không hiểu hay sao? Hương à, đã là người trai của đảo Ré, anh muốn góp một chút công sức của mình để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương. Lê Khôi. Đường khởi nghiệp đầu tiên hay là con đường vô định sẽ đưa anh đi xa xa mãi. Hương à, con anh hãy hiểu cho anh, hãy chờ anh nghe. Được hướng quay về. Em sẽ nhớ hòn giọng cô quá đã đợi tin chồng. Chỉ còn vài hôm nữa thôi, chúng ta sẽ nên chồng nên vợ, son sắt một lời thề kết tóc trăm. Định lần này là anh có lỗi với em, nhưng anh quyết lòng ra đi vì nhiệm vụ thiêng liêng, vì mình của đạo Ré. Mong em hãy hiểu cho anh mà chờ đợi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Lê Khôi, em yêu anh, em chấp nhận và ủng hộ quyết định của anh, nhưng lòng em cứ bất an vì sợ anh đi vào con đường nguy hiểm. Xin anh hãy nghĩ suy cho thật kỹ, đừng quá tin người mà rước họa vào thân. Hương à, tụi anh đã kết tình huynh đệ, thề sống chết có nhau. Lê Khôi, Hương, em hãy vững tin chờ anh trở lại, chúng ta sẽ làm đám cưới thật lớn, thật linh đình nghe em. Được, em sẽ chờ anh. Ừ.
không chịu đổ vào bờ. Bảo của trời, không sao mà lường trước được. Con người phải biết tính toán trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Anh em cẩn thận. Anh em, chuẩn bị gài thiền đi. Tại sao lại gài thiền khi trước lại của tôi? Đúng vậy, không có lãnh đạo bằng sự đe dọa mà đặng chết. Anh em gài thiền đi. Đi. Anh Khôi, họ là những tay đi biển lão luyện, tại sao lại hèn nhát đến như vậy? Trời ơi, quyền bị vỡ, nó lại chạm ra. Lên. Anh Khôi, thuyền nó bị đụng sẵn. Chúng nó còn tính từ trước để hại nên chúng ta. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy? Lòng người sao lường trước được? Bây giờ anh em mình phải tự liệu lấy thân.